Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện ảnh Mai Chi. Hôm nay mình có đi sửa chữa một cái máy điều hòa cây Nagakawa 50.000. Hiện tượng là không chạy mà không block không chạy. Các bạn nhìn. Đấy, các bạn nhìn này, nhà máy. Rất nhiều em xinh tươi. Đấy, ở đây có khoảng tầm chục con máy cây xếp hàng như này. Thì có một con máy này bị lỗi. Block nó không chạy. Bo mạch đang báo lỗi. Các bạn đếm lỗi này. Đối với Naga các bạn đếm đèn led báo lỗi, các bạn đếm này. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi đèn led nháy 5 lần tức là gì? Báo lỗi P5. Các bạn đợi một lúc thì màn hình nó sẽ báo lỗi chữ P5. Và chúng ta đọc mã lỗi ở trên cái đèn led cũng là 5 lần là lỗi P5. Lỗi P5 là lỗi bị mất tín hiệu giao tiếp ở cái chân S này các bạn nhé. Mất tín hiệu giao tiếp ở cái chân S này. Rồi sau đây mình sẽ đo tín hiệu chân S xem là có chưa. Rồi mình sẽ đo chân S, chân N và chân S. Các bạn đo tín hiệu chân S thì các bạn giao tiếp thì các bạn sẽ đo chân N dây chung với chân S. Và các bạn nhìn đồng hồ là gì? Chúng ta nhìn đồng hồ là gì? Kịp không lên. Và hiện tại thì gì? Block không có chạy và bo mạch thì đang báo lỗi chớp đèn led 5 lần. Sau đây chúng ta sẽ tắt máy đi và chúng ta sẽ thanh tra cái dây tín hiệu giao tiếp này giữa cái khối mặt lạnh trong phòng này với cái cục nóng ở ngoài trời, xem là cái dây này nó có vấn đề gì hay không. Nếu mà cái dây này không vấn đề gì thì các bạn sẽ sửa cái mạch giao tiếp liên quan cái sợi dây này ở trên cái bo mạch ở phía bên ngoài cũng như là phía bên trong. Còn hiện tại chúng ta sẽ thanh tra cái dây này đã. Rồi mình sẽ đi ra ngoài để mình đi tắt điện máy đã. Rồi hiện tại thì mình đã ra ngoài khối cục nóng. Và hiện tại thì mạch điện đang chớp lỗi. Các bạn để ý. Mình đợi một tí mình tắt điện đi, chúng ta sẽ. Rồi các bạn thấy chưa? Một đèn nhớp, hai đèn sáng và một đèn đang chớp. Ở ngoài đấy ánh sáng hơi mạnh nên quay nó hơi khó nhìn. Các bạn chịu khó một tí. Rồi đợi cu em nó tắt điện đi rồi mình sẽ đo một vài cái bảo vệ. Ở đây thì các bạn để ý là cái dơ le đỏ này là bảo vệ áp suất cao này. Cái xanh này là bảo vệ áp suất thấp này. Van đảo chiều. Rồi thì là gì? Cái đai ở lốc này này thì thực ra nó là một cái thì thực ra con này nó là một cái dây để sấy. Một số bạn thì bảo rằng cái đây là con bảo vệ nhiệt máy, không phải đâu các bạn nhá. Đó thì con này nó dùng để thời tiết nếu mà lạnh quá cái dầu nó bị đông đặc thì mạch điện nó sẽ ra để sấy cái máy này, nó nóng cho cái dầu nó không bị đông đặc, nó máy nó không hút được dầu bôi trơn các bạn nhá. Thì cái này nó có công suất là gì? Điện áp hoạt động là 200. Đây mình quay cho các bạn xem tham khảo luôn này. 220V và 35W các bạn nhé. Đấy, tức là nó là một cái dây điện trở nhiệt thôi. Có điện cấp 220 cho nó là nó nóng lên thôi. Rồi, thì sau đây mình sẽ kiểm tra qua một vài cái linh kiện bảo vệ. Rồi sau đó ta sẽ thanh tra cái dây tín hiệu chân S. Cho nên tín hiệu giao tiếp của mạch trong với mạch ngoài. Rồi các bạn chờ mình tí, mình sẽ tháo mấy cái rắc cắm ra. Rồi, mình đã rút rắc điện ra và sau đây mình sẽ đo cho các bạn xem. Dây đỏ này là bảo vệ áp cao này, chúng ta sẽ đo thang X1 thôi. Ở trạng thái bình thường như này nó phải thông mạch các bạn nhá. Đây, mình vừa quay vừa đo nên hơi khó một chút. Các bạn chờ tí. Vừa quay vừa đo nên nó hơi khó một chút. Đây, mình sẽ để như này. Rồi, mình sẽ ở trạng thái thường thì chúng ta đo là nó phải thông mạch các bạn nhé.
Đó, các bạn thấy là gì? Thì nó là đồng hồ là gì? Kim lên. Ok, như vậy là bảo vệ áp cao ok này. Rồi, chúng ta sẽ đo bảo vệ áp thấp. Bảo vệ áp cao và áp thấp đều ok các bạn nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đo cái dây đỏ này. Cái dây đỏ này nó có một dây chung nằm đây. Dây chung chúng ta nằm đây và một dây đây để chúng ta đo cái con sấy của cái block. Rồi, chúng ta sẽ đo con sấy này. Chúng ta sẽ đo con sấy này của cái block sấy dầu. Thì đo sấy này nó là dây điện trở, các bạn phải đo thang từ X100 trở lên các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ, mình đã cắm sẵn một que đo đây rồi và mình sẽ đo vào chân chung. Đấy, các bạn thấy chưa? Điện trở của nó khoảng tầm là gì? 15 x 100 tức là 1,5 kg. Đấy, nhân 100 đây là 1500, khoảng 1,5 kg. Như vậy là gì? Như vậy là bảo vệ áp cao là ok này, bảo vệ áp thấp, áp cao ok, áp thấp ok. Rồi sấy dầu lốc máy là không việc gì. Thì chúng ta sẽ chỉ việc thanh tra, sau đây mình sẽ thanh tra nguyên cái chân giao tiếp. Chúng ta sẽ đo nguyên cái chân gì? Chúng ta đo nguyên cái chân S này thôi. Chúng ta sẽ đo nguyên chân S cầu đấu này. Chúng ta thanh tra cái dây này xem là nó bị mất tín hiệu, là nó bị đứt ở đâu đó. Hiện tại thì mình đo dây này là không thông mạch này. Đấy, mình đo dây này chung ra ngoài cái vỏ là chúng ta thấy không thông này. Đây, mình đo cho các bạn xem. Hiện tại anh em trong kia, chúng ta sẽ khi mà đo cái dây này để kiểm tra nó đứt hay không á, thì các bạn làm một phương pháp rất đơn giản như này. Thì các bạn tắt điện hết máy đi, và cái đầu dây bên trong của nó ấy, thì các bạn sẽ gì? Các bạn đầu dây bên trong tại cầu đấu này này, thì các bạn sẽ đấu ra ngoài gì? Ngoài cái vỏ máy. Đấu ra ngoài cái vỏ máy như này này. Ra cái vỏ của cái máy á, thì các bạn sẽ dùng nhờ cái đường ống đồng kết nối để các bạn thử xem là cái dây này chúng ta thông mạch không. Thì như tuyệt đối là các bạn thì phải cắt điện đi. Thì sau khi dây này rồi, mình đấu đi rồi, thì mình sẽ đo ra vỏ cho các bạn xem này. Đây, một chân mình đo dây S, một chân mình đo ra cái vỏ máy. Tức là chúng ta sẽ sử dụng gì? Cái ống đồng của máy để chúng ta đo, hoặc là chúng ta phải sử dụng là cái sợi dây khác. Rất nhiều phương pháp đo. Đấy, các bạn thấy là đồng hồ gì? Kim không lên nhá. Đo X1 đồng hồ kim không lên. Mình đo chân S với vỏ mát. Các bạn có thể sử dụng là cái dây bên trong của nó các bạn đấu ra vỏ, và các bạn đầu dây bên ngoài các bạn sẽ đo với vỏ. Hoặc là chúng ta sẽ phải sử dụng nhờ là chúng ta sẽ nhấc cái dây N này ra. Các bạn nhấc dây N ra, các bạn đấu cái dây bên trong vào, chập với dây N vào ra ngoài này, chúng ta sẽ đo thông dây S này với dây N. Một trong hai phương pháp đó các bạn dùng dây nào được, tức là chúng ta phải sử dụng mượn một dây khác để làm đo thông mạch xem là cái sợi dây đó ok, hoặc cái dây tiếp điện này cũng được này. Các bạn đấu ra, nếu mà dây nó có thừa, nó dây tiếp điện như này, thì các bạn sẽ gì? Các bạn sẽ đấu dây tiếp điện này vào dây S và đầu ngoài, thì các bạn sẽ đo thông hai dây này với nhau. Đấy, phương pháp nào cũng được các bạn nhé. Đấy, chúng ta sử dụng một trong ba phương pháp. Chúng ta phải sử dụng là một là nhờ vào cái đường ống đồng, chúng ta sẽ đấu cái dây này ra vỏ ở đầu trong, và đầu ngoài chúng ta sẽ đo dây này thông với vỏ này xem nó có thông không này. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng là cái gì? Cái dây tiếp điện bỏ trống như này, chúng ta sẽ đấu chập với cái dây S ở bên trong và đầu ngoài, chúng ta đo hai cái này xem nó thông nhau không. Rồi ok. Hiện tại thì mình một em kia người ta đã đấu chung cái dây này ra vỏ rồi, ra cái dây vỏ rồi, ta sẽ đo cái dây này với vỏ không thông. Mình đo lại cho các bạn xem này. Đấy, mình đang đo vỏ các bạn nhé. Các bạn thấy là đồng hồ dùng gì? Thang X1 không thông. Như vậy là cái dây này bị đứt đâu đó. Rồi, mình sẽ thanh tra xem dây đứt đâu đó, rồi mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp. Rồi, sau khi xử lý ở cái vị trí bị chuột cắn đứt mất cái dây tín hiệu như vậy, thì hiện tại thì mình cấp điện trở lại. Và máy gì? Máy đang chạy các bạn nhé. Máy đang chạy này. Bo mạch các bạn thấy là đã hết chớp lỗi đúng không? Đèn LED vẫn đã đứng yên. Rồi, và gì? Lốc đã chạy rồi này. Dòng làm việc một pha đang là hơn 9A. Mình đang cặp một pha thôi. Rồi, sau đây mình sẽ đo tín hiệu giao tiếp cho các bạn quan sát. Tại vì đây đang là công ty cho nên nó người ta cũng không cho mình quay video clip đâu. Mình cố gắng làm cái video clip để chia sẻ cho các bạn anh em là cái lỗi P5 của máy này là cái lỗi gì. Các bạn để ý đồng hồ này. Đấy, các bạn thấy là gì? Tín hiệu giao tiếp đã có. Đo thang 50V nữa các bạn nhé. Cái này giao tiếp bằng tín hiệu xoay chiều các bạn nhé. Không phải tín hiệu DC như máy inverter chúng ta thường sửa. Đó. Cái này giao tiếp bằng tín hiệu điện áp xoay chiều. Đấy, chúng ta sẽ đo chân này, chân N và chân S. Rồi. Đó. Rồi, ok. Sau đây mình sẽ đi ra ngoài khu cục nóng xem là
bên ngoài đấy nó như nào để đóng nắp máy lại cho khách hàng sử dụng. Rồi, hiện tại thì ngoài cũng nóng, lốc máy cũng đã chạy ok. Đấy các bạn này. Đấy, đầu đồng đá thì rớt đổ mồ hôi luôn. Đấy, cũng nóng đã chạy ok các bạn nhá. Rồi sau đây mình sẽ đi vào bên trong cái cục lạnh ở trong phòng để kiểm tra cho các bạn xem là máy đã chạy ok chưa. Rồi mình sẽ đóng tất cả lại để cho khách hàng sử dụng. Như vậy là máy lỗi P5 là lỗi bị mất tín hiệu giao tiếp. Hiện tại thì mạch điện đã hết báo lỗi, một lúc máy đã chạy lạnh. Rồi máy chạy ok rồi thì sau đây mình sẽ đóng nắp máy lại để cho khách hàng sử dụng và mình xin kết thúc video hướng dẫn chia sẻ ở đây. Rồi cảm ơn tất cả bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video clip của mình. Và nếu bạn nào thấy video của mình chia sẻ hay và hữu ích, hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm like video cũng như là bấm nút đăng ký kênh để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình và mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.